gia đình của anh này thì đang làm được cho rất là nhiều nước và bánh luôn. May mắn gặp được ba anh chị đang làm thiện nguyện. Anh mình làm cái việc phát bánh này bao lâu rồi anh? Cũng từ hôm bữa mà nó cho người dân về tới giờ. Dạ, là từ bữa 30 tây, 1 tây tới giờ á. Bữa 1 tây. Dạ. Một ngày là anh cho khoảng được bao nhiêu phần? Nói chung là cũng không biết được. À, không biết, nhiều quá, có bao nhiêu cho bao nhiêu ha. Đúng rồi. Nhiều khi hết rồi cái có đội người ta hỗ trợ, người ta mang ra thêm nữa. Dạ. Những cái ngày này người về quê cũng rất là khó kiếm đồ ăn. Với lại họ cũng không có nhiều tiền để mà mua đồ ăn. Tại vì đường bây giờ đâu có quán cá gì bán để mà ăn uống đâu. Dạ. Bởi vậy nhiều khi mình nói này nè, ta có đói gì thì người ta ăn lót dạ đỡ đi ta nhiều ơi. Dạ đúng rồi. Chứ quán cá đâu buôn bán gì đâu, ngày xưa còn dễ còn đắp đây đắp đó ăn uống nữa. Dạ. Anh tên gì anh? Dạ tên Hùng. Anh tên Hùng á? Dạ tên Hùng. Thường ngày thì anh cho ở tuyến đường nào? Mình cho dài đường này dài xuống dưới Long An hay sao anh? Bình thường. Bình thường thì lúc mà còn chơi chỉ thị á thì hỗ trợ thuốc. Thuốc rồi lương thực. Dạ. Cho bà con. Nãy hết quà các bạn, bây giờ mới chở thêm quà xuống nè các bạn. Các anh chị đang cho những cái phần bánh và những cái chai nước cho các bạn để mà về quê trên đường có đói hoặc là có khát nước thì mình có thể là lấy cái những cái món quà này ra ăn cầm cự đó để chạy mà về quê cũng được các bạn. Những cái tấm lòng rất là tốt của anh chị đang cố gắng giúp đỡ người dân để về quê một cách thuận lợi hơn. Tới luôn cả nhà ơi.
cho tiền các bạn. Rồi về cẩn thận nha cô. Về quê thưởng lộ bình an nha anh. Dạ. Trời ơi ba đứa bé luôn. Giờ cả nhóm đang phát quà cho bà con về quê các bạn. Có một anh tặng tiền ở đây các bạn. Lấy tiền nè. Dạ. Ok ok chị. Đây đây chị. Rồi, ăn lấy thảo đi chị. Lấy tiền đổ xăng nhiều ơi. Có bánh chưa? Có bánh chưa? Chưa chưa có bánh. Cho em bằng bánh bằng nước đi cho em. Rồi, cảm ơn nha chị. Ủa sao cho bánh này vậy ta? Ở đây cho em hỏi anh tên gì? Mình là Tuấn Anh. Tuấn Anh hả? Dạ. À, cho em hỏi tại sao anh lại tặng tiền cho bà con về quê ạ? Thấy thương quá. Dạ. Dạ.
thấy thương quá. Dạ. Thương quá. Nãy giờ cho khoảng, nãy giờ cho được bao nhiêu tiền rồi? Cũng là không nhớ mà. Tại nói chung cũng làm ít à. Dạ. Thấy bà con về quê cái mình thương quá. Đúng rồi. Thấy tấm lòng của mình thôi. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Dạ. Dạ. Thấy thương. Đây bà con về quê rất là nhiều luôn các bạn. Nãy giờ anh Tuấn Anh cũng cho rất là nhiều tiền rồi. Thật sự là bà con đang rất là khổ, những cái đồng tiền này tuy ít nhưng mà có thể trang trải, giúp họ trang trải để có thể về quê một cách thuận lợi hơn. Chào nha anh. Rồi. Rồi. Từ từ nhiều quá nha chú. Em bé nè. Thông cảm nha, ưu tiên cho em bé nha anh. Đeo khẩu trang sát lên con. Đây, chưa có lấy bịch giùm em nha. Có chưa? Có em bé tới trước nhận tiền luôn anh chị ơi. Cảm giác của anh thế nào anh? Rất vui bạn, rất vui. Dạ. Mình cảm nhận được mình rất là còn may mắn hơn, mình chia sẻ với người dân của mình hơn. Dạ. Không có vấn đề gì. Dạ. Dạ. Người dân cũng rất là vui khi được nhận những cái đồng tiền này. Dạ, dạ. Nói chung thì không có bản này họ vẫn về quê được, nhưng mà để cho cảm thấy cái tình người với nhau. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Chú kia. Vẫn còn nhiều người lắm. Em hết rồi, không còn.